Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Sàn Địa Ốc FT Home. Và hiện tại Quang đang lưu thông di chuyển trên đường Đinh Đức Thiện nối dài với tỉnh lộ 826. Và con đường này rẽ vào đường Đồng Tâm Xoài Đôi, thì nơi đây là có những dãy nhà gồm 27 căn mà bên Quang đang mở bán. Và quý khách hàng ở quận Bình Tân, quận 11 hay là quận 6 thì chỉ mất 20 phút để di chuyển về đến căn nhà của em. Và nhà chỉ cách chợ Bình Chánh khoảng 5 phút di chuyển và rất gần với khu công nghiệp Cầu Tràm, chợ, trường học, nên rất là thuận tiện cho quý khách hàng mua ở hay là đầu tư. Và nhà bên em nằm gần khu vực mặt tiền đường nhất và có đường thông, nên giá nhà trong tương lai sẽ tăng lên rất cao, cho thuê cũng được giá cao hơn. Dãy nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu đông đúc nên rất thuận tiện cho việc kinh doanh. Và đang mở bán với giá siêu ưu đãi cuối năm chỉ với 1.500.000.000 đồng. Quý khách hàng đã được sở hữu một căn nhà với diện tích là 40m², 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Với mặt tiền đường rộng lên đến 8m, quý khách hàng thoải mái kinh doanh và đậu được xe hơi. Và về phần chất lượng xây dựng thì quý khách hàng cứ yên tâm vì nhà bên em xây dựng rất kiên cố, tường riêng, móng riêng, cọc riêng hoàn toàn, nên khi quý khách hàng có muốn sửa chữa hay khoan tường trong nhà thì không sợ ảnh hưởng đến nhà bên cạnh. Và em xin mời quý khách hàng tham quan một vòng chi tiết của căn nhà. Và nãy giờ quý khách hàng cũng đã tham quan hết toàn bộ chi tiết của căn nhà. Và em xin nhắc lại là nhà bên em với giá chỉ 1.500.000.000 đồng, quý khách hàng đã được sở hữu ngay một căn nhà tuyệt vời như thế này. Và đặc biệt là trong dịp cuối năm, bên công ty em đang có chính sách khuyến mãi đặc biệt, đó là cam kết cho thuê lại với giá 3.000.000 đồng một tháng và được 12 tháng. Và quý khách hàng có thể là lấy tiền một lần hay hàng tháng đều được. Quý khách hàng nhanh tay gọi về cho em về số 0949698410 để được sở hữu ngay một căn nhà tuyệt vời như thế này. Hoặc là quý khách có thể là vào đường link YouTube bên dưới để xem nhiều sản phẩm khác hơn nữa. Cảm ơn quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng trong video sau.